Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ông già như thế này à? Nhìn camera trước. Cái gì? Anh nhìn camera trước nè. Cái gì? Sao? Này, anh nhìn anh này. Từ nhà đợi xuống. Bánh đầy ngon lành mà. Nè, nhìn đi. Trời ơi. Không ngờ anh nhìn. Chúng này mặt luôn đó gì em đang ăn né cho Lan nha. Đâu, để chị rút nhanh luôn. Em mới khỏi một cái thôi, ông đàn ông khổ quá, hiểu không? Em phải nghe luôn. Phải lẹ lẹ. Nè, lúc nãy em lấy cần. Anh đàn anh khỏi mạnh quá mà cái hơi anh nhiều quá thì mình nhường cho anh luôn. Vậy thôi, nói là cái mùi gái. Mẹ thôi. Ôi, chụp luôn hả? Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.